Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo. Hiện tại thì mình đang ở sân bay, xin lỗi bạn, đang ở là bến xe miền Đông. Hôm nay mình mới từ Bình Định vào mọi người. Mọi người thấy thế là hiện tại là rất là nhiều người vào. Xe chủ yếu là xe khu vực miền Trung. Có xe đâu? Chủ yếu là xe miền Trung vào nha mọi người. Chủ là khu vực xe miền Trung 7977 à 7977 rồi 78 rồi 76 à, các tuổi cảnh khu vực miền Trung rất là nhiều, mà khách chủ yếu thì thấy là khách là các hôm nay học sinh chưa có đi học, sinh viên cũng chưa có đi học cho nên chưa có xe nhiều vào nha mọi người. Nhưng mà không biết là cái thành phần này là chắc là đi, mình nghĩ chứ là học sinh, những người đi làm đó, mà mới mất bán trong chai nước suối. Lạnh. Gia Lai nữa, xe Gia Lai, mọi người thấy Gia Lai không? Nhiều lắm. Bây giờ là mấy giờ rồi? 5 giờ rồi mọi người. Bây giờ là 5 giờ sáng nha mọi người. Thôi mình sẽ đi quay cho mọi người ở đây cái cảnh mà rất là đông đúc, nhưng mà mọi người thấy là bà con chúng ta cũng đã rất là cẩn trọng, là nhiều người cũng đeo khẩu trang này, nhưng mà còn nhiều người cũng không có đeo khẩu trang. Hiện tại thì dịch bệnh thì đang ở thời điểm là rất là căng luôn. Khu vực ở dưới này thì mình sẽ quay mọi người xe rất là nhiều, bánh xe miền Đông thì nói chung là cái trung tâm vận chuyển hành khách. Không ạ, có xe rồi. Trung tâm vận chuyển hành khách đi hầu như là các cái khu vực các từ các tỉnh thành khác về Sài Gòn. Rất là đông luôn mọi người. Và hiện nay là vận tải của mình là xe vận tải của mình là đều là những cái xe rất là tốt nha. Hôm qua giờ mình đi một cái xe có limousine, một cái chiếc limousine rất là tuyệt vời luôn. Mỗi người đều có một cái phòng riêng hết á. Giá vé mà sau Tết thì đầu tiên tôi định vào là khoảng 500 ngàn. Khung cảnh này rất là quen thuộc mọi người, nếu mà mọi người thường hay vừa quen Tết rồi đi vào lại là rất là quen thuộc luôn á. Hiện tại khu vực sân bay thì nó không dám giới luôn. Đi sân bay thì nó từ quê mình từ Tây Sơn mà đi sân bay thì đi xuống sân bay Thung Phù Cát thì cũng mất một tiếng đồng hồ, rồi thủ tục check in check out các kiểu đó, bây giờ rất rối. Xe chạy dập nhiều luôn, có một lượng người vận chuyển rất là lớn ở vào Sài Gòn đó. Hạng thương gia, cái xe này, hiện nay những cái xe đời mới chạy rất là ok luôn, gọi là mobile home luôn à. Ngoài cái việc vận chuyển hàng khách đấy, hành khách đấy, thì đa số các xe này người ta còn vận chuyển thêm người nữa, hàng hóa nữa, vận chuyển xe nữa, cho nên là mọi người thấy rất là tấp nập luôn á. Hàng hóa thì họ vận chuyển vào đây rồi khách họ đến họ lấy, nhưng họ có lấy phí cho mọi người, đặc biệt là cái xe mà vận chuyển xe máy á, là bằng gấp đôi người luôn á. Ví dụ như vé mình là 500 ngàn thì cái xe gửi xe máy đi là 1 triệu luôn á mọi người. Bên xe Nha Trang, bên xe Dặn Giả này, bên xe Miền Đông này. Giờ là 5 giờ sáng rồi, khá là tấp nập rồi. Phương Trang này, công ty xe Phương Trang là rất là nhiều xe, rất là nhiều đầu xe đây. Xe Hoàng Long. Nói
chung là cái cảnh chợ búa, cảnh bến xe là rất là phức tạp nha mọi người. Thì Cúc Cùng cũng khá là nổi tiếng này. Đây là cửa ra số 3 này mọi người, cửa ra số 3 là đi đây, là đường Đinh Bình Lĩnh đó, là đi về thành phố. Thôi quay ngược là quốc lộ 3 cũng được mà đông lắm, vừa rất là đông. Có xe, có xe. Ok. Quay cho mọi người xem là có xe, có xe. Quay mọi người cái cảnh đó, đó khu vực máy quay này, tấp nập không? Mọi người đã theo dõi video nha. Quay cho mọi người cảnh tấp nập ở đây thật là rất là nhiều người chứ không phải là có xe, có xe không? Cái người ta cũng đã thông báo kìa. Gì? À, tất cả mọi người đều chung tay phòng chống dịch viêm hô hấp cấp chủng mới virus corona. NCV COVID á, là COVID-19 đó mọi người. Rồi ok, mình gửi xe đây. Hôm nay mình gửi xe ở đây, gửi xe máy ở đây mọi người. Đó, mình gửi xe máy 3 ngày. Ok. Rồi, xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha, bye bye.